Hôm nay thì có một thắc mắc như thế này. Thưa cha, trong nhóm có người chia sẻ rằng lần chuỗi đọc kinh đã không còn ở nơi gia đình, nơi giới trẻ. Thưa cha, đây là công việc đạo đức chứ không phải nằm trong phụng tự, có đúng hay không? Đây là công việc đạo đức chứ không phải là việc phụng vụ, có đúng hay không? Cái này thì đúng này. Tức là việc lần chuỗi đó, nó không phải là một cử hành phụng vụ. Chẳng hạn như bây giờ linh mục đọc sách nguyện, đọc có một mình thôi ở trong phòng riêng, nhưng mà cái việc đọc sách nguyện đó có phải là phụng vụ? Nó phải đấy, phải đấy, bởi vì ông ấy đọc thay cho toàn thể hội thánh đó. Còn việc mà chúng ta lần chuỗi, lần hạt đó, đó là việc đạo đức, có nghĩa là không bó buộc. Thế nhưng mà đừng quên rằng việc đạo đức đó đã tồn tại qua bao nhiêu thế kỷ. Nó phải có giá trị như thế nào nó mới tồn tại chứ. Nó phải giúp cho bao nhiêu tâm hồn nâng lòng lên với Chúa thì nó mới tồn tại chứ. Chứ nếu không thì người ta chỉ cho là mất thời giờ. Thấy không? Cho nên vấn đề không chỉ là đặt câu hỏi thế này, mà còn phải thấy được giá trị của việc lần chuỗi đọc kinh nữa. Thường thường cái nhìn của con người hiện đại là cái nhìn tính toán về hiệu quả vật chất, về hiệu quả thời gian. Thế bây giờ tôi cầm một chuỗi mân côi mà tôi đọc cho hết 50 kinh thì hết 15 phút rồi. Mà 15 phút đi xem ra là chả ích lợi gì, chả được đồng nào. Đấy, nếu mà chúng ta căn cứ vào kiểu đó đó thì mình sẽ không thấy ích lợi gì cả. Cái thứ hai nữa, đối với người trẻ ngày hôm nay có thể đặt vấn đề: nếu mà tôi dành 15 phút đó tôi đọc thánh kinh thì tốt hơn nhiều. Đằng này có mỗi kinh kinh bằng Maria để phụ nữ Chúa Trời cùng bà lại lặp lại, xong rồi lại lặp lại. Đấy, các bạn trẻ có thể lý luận như vậy. Mà bây giờ thêm một câu hỏi thế này: bạn lý luận như thế thì hay thật đấy, nhưng mà trong thực tế, thay vì 15 phút lần chuỗi thì bạn có dành 15 phút đọc thánh kinh thật không? Đó là một. Hay chỉ là lập luận như vậy thôi? Nhiều khi chúng ta dễ đưa ra những lập luận này, lập luận khác để biện minh cho cách sống của mình lắm. Cái thứ hai là có khi ta mới chỉ nhìn việc lần chuỗi từ góc độ trí thức, góc độ lý trí. Cho nên mình thấy cứ lặp đi lặp lại một lời kinh mà mình quên mất rằng phải nhìn chuỗi mân côi từ góc độ chiêm ngắm, chiêm niệm. Nghĩa là làm sao? Nhà Phật chẳng hạn, trong tay cũng cầm một tràng chuỗi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Anh chị thấy không? Thứ nhất là cái tay lần từng hạt một, và thứ hai cái miệng Nam mô. Thân khẩu đi với nhau. Đó là một phương pháp lâu đời của Đông Phương để nó giúp cho người ta đi vào tình trạng chiêm ngắm. Cái tâm từ từ nó tĩnh lại. Ngày xưa ở trên núi Athos, các tu sĩ Kitô giáo cũng thế. Chưa có chuỗi mân côi, nhưng mà họ thầm thì một lời lặp đi lặp lại: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Các anh chị thỉnh thoảng đi tham dự giờ chầu theo kiểu gọi là te dê đó, có thấy như vậy không? Đó là một phương pháp cầu nguyện ở cộng đoàn TG ở bên Pháp, bây giờ nó lan ra khắp thế giới. Chỉ có mỗi một câu thôi mà lặp đi lặp lại, nhưng mà khác một điều đó là nó trở thành bài hát. Veni Creator Spiritus,
Veni Creator Spiritus. Lặp đi lặp lại như vậy để nó đưa tâm hồn của người ta vào một trạng thái tĩnh lặng và bình an. Chúng ta phải nhìn chuỗi mân côi từ góc độ chiêm ngắm như vậy, chứ không chỉ từ góc độ của lý trí. Ngồi đó mà suy với lại nghĩ, ở đây không có suy với nghĩ, mà là chuỗi mân côi đưa tâm hồn của mình vào một trạng thái bình an. Và trong trạng thái bình an đó, ta dễ gặp Chúa hơn, và cặp mắt linh hồn của mình sáng hơn. Phải nhìn thấy khía cạnh đó. Tôi nghĩ đây là điều mà có khi các anh chị ít nghe ai nói. Nhiều khi các cha và bản thân tôi nữa, trong nhiều năm nhấn mạnh quá nhiều đến việc là đọc chuỗi mân côi thì phải suy ngẫm. Đấy. Vừa đọc xong mà vừa nghĩ được, mình quên mất cái chiều kích chiêm nghiệm. Thế cho nên là đặt câu hỏi như thế này thì cũng tốt thôi, nhưng mà tôi muốn phân tích cho nó rõ hơn. Nói cái gì thì cho nó đầy đủ các khía cạnh, chứ không phải tôi chỉ trả lời đúng, sai. Tôi thì tôi không thích kiểu trả lời như vậy. Phân tích cho nó rõ một chút để mình thấy các mặt của vấn đề. Một điểm nữa, đó là khi chia sẻ thì có người nói đến vấn đề phụng tự hiện nay không còn là tông truyền nữa. Vì khi truyền phép, ngày xưa là bái quỳ, nay chỉ cúi đầu. Như vậy là xúc phạm mình Thánh Chúa. Có đúng không? Nếu nói là phụng tự hiện nay không còn là tông truyền, thì cái câu này nguy hiểm lắm. Bởi vì cái từ tông truyền là nó có ý nghĩa sâu lắm. Tông truyền có nghĩa là từ các tông đồ cho đến các giám mục ngày hôm nay có một chuỗi kế tục liên tục. Các giám mục ngày nay thực sự là những vị kế nghiệp các thánh tông đồ ngày xưa, và giám mục Roma tức là Đức Giáo Hoàng chính là đấng kế vị thánh tông đồ Phêrô. Cho nên nếu nói là phụng tự ngày nay không còn phải là tông truyền nữa, thì hóa ra là chúng ta không còn phải là giáo hội công giáo nữa. Nói như thế thì nặng quá, nếu không nói là sai mất rồi. Nhưng mà cái chi tiết này, ngày xưa đó là bái quỳ mà nay chỉ cúi đầu. Thế thì tôi xin giải thích như thế này. Đây nó có vấn đề văn hóa. Ngày xưa chúng ta bái quỳ là bởi vì cái việc bái quỳ là từ ở bên Roma và Âu Châu. Và chúng ta là những người được các vị thừa sai từ Âu Châu đến đây giảng đạo. Cho nên khi mình cử hành thánh lễ, mình cũng làm y như là các vị ở bên Âu Châu vậy. Và vì thế là ta bái quỳ để bày tỏ sự cung kính. Điều đó rất tốt thôi, rất tốt thôi. Nhưng mà bây giờ khi mình không còn bái quỳ mà chỉ có cúi thôi đó, thì điều đó không có nghĩa là không còn tông truyền nữa hết. Không phải vậy. Mà việc cúi mình ở đây đó là các giám mục Việt Nam muốn có một cử chỉ nó mang tính hội nhập văn hóa, để nó gần gũi và phù hợp với văn hóa Việt Nam hơn. Cụ thể nhất, ta vào một ngôi chùa Phật giáo không có bái quỳ. Cao đài cũng không bái quỳ. Nói chung là ở Việt Nam đó, cái văn hóa người ta không bái quỳ mà là cúi mình. Cho nên không phải vì cái chuyện này đó mà không còn tông truyền. Nhưng mà người gửi thắc mắc có thêm thế này: nay chỉ cúi đầu, như vậy là xúc phạm mình Thánh Chúa. Thì tôi muốn thêm một chi tiết này: cho dù là chúng ta không bái quỳ nữa mà chỉ có cúi mình thôi,
Nhưng vấn đề ở chỗ là ta làm như thế nào. Đấy, vấn đề là ta làm như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ ngay cả bái quỳ nữa, bây giờ mình bái quỳ thế thì ăn thua gì, đúng không? Đã gọi là bái quỳ thì cái đầu gối này này phải chạm đất này, thế mà là bái quỳ chứ cần nhúng nhúng ấy này. Tương tự như vậy, nếu mà thực sự bảo là mình cúi mình đó thì chính là cái tay này phải chạm đầu gối ấy. Chứ còn đằng này đấy, mình cử hành như thế nào, vấn đề là chỗ đó. Chẳng hạn như bây giờ các anh chị sang các nước Âu Châu hay là Bắc Mỹ, có thể gặp hình ảnh linh mục họ làm lễ bái quỳ rất là đàng hoàng, nhưng mà khi họ mặc áo lễ đi hai tay rất là thòng rộng, thế thì các anh chị có thể bảo là xúc phạm. Cái đó là văn hóa, đi thì người ta cứ vui vẻ vậy, nhưng mà bái quỳ thì bái đàng hoàng. Cho nên ở đây đó, tôi nhắc lại là không có phải là cái chuyện gì là không còn tông truyền nữa. Nhưng mà vấn đề đặt ra đó là cử chỉ mà chúng ta làm, mình làm như thế nào, từ linh mục trở xuống, mình làm có đàng hoàng hay không. Mà càng linh mục á thì lại càng dễ sinh gương xấu cho người ta. Mặc áo lễ rồi mà đi